Rồi, xin hân hoan và chào đón cả nhà. Mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào clip ngày 14 tháng 7. Rất vui là được đồng hành và chia sẻ những sản phẩm vừa sưu tầm được đến cả nhà mình. Hôm nay là ngày 14 tháng 7, hôm nay có rất là nhiều sản phẩm mới lạ nha cả nhà mình ha. Để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà mình nha. Trên màn hình của mình đó là tổng quan khoảng 24 loại tác phẩm sẽ có trong video của ngày hôm nay. Trước hết cũng cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em trong thời gian qua nha. Nếu mà xem được video thì đừng quên cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh cả nhà mình ha. Một nút like của cả nhà để cho cái video của em nó được phát triển hơn ha. Và thêm một cái nữa, nếu mà chưa đăng ký kênh thì vô tình xem được thì nhớ đăng ký giúp em nha, để khi nào mà mình có muốn nhu cầu sưu tầm thì báo em. Rồi, sau đây là em sẽ lên chi tiết từng sản phẩm của có trong ngày hôm nay nha. Đầu tiên mã số 1 hôm nay là giới thiệu cả nhà một cặp thần công đại pháo nha. Cặp này rất là đẹp. Một cặp này nó bao gồm có hai cây nha cả nhà ha. Một cặp thần công nha, một cặp thần công đại pháo, tổng trọng lượng nó rơi vào khoảng là gần 22-25 cân. Rồi sau đây là chi tiết của cặp này nha. Thứ nhất là trọng lượng của cái cặp này nó rơi vào khoảng là 24 cân 8, 24 kg 8 cho một cặp. Ở trên đây là cả nhà cùng xem ha, trên đây nó có chữ là Canon 5 1832, Pháp 1832, chất liệu bằng đồng. Đây là một cặp thần công rất là đáng đi sưu tầm. Chiều dài tổng thể của nó là cỡ khoảng là 50 nha cả nhà ha, 50 nha. Rồi đường kính á, chiều cao lên là cỡ khoảng 20. Chất liệu bằng đồng ha. Còn cái nòng của khẩu thần công nó rơi vào khoảng là 6.5. Chất liệu bằng đồng hết nha cả nhà ha. Chỉ có duy nhất cái cây ti nhỏ trong đây thôi. Cái cây ti nhỏ, cái cốt nhỏ ở trong á, lòn qua cái ống này á thì nó bằng thép để nó giữ cứng đây cái bánh xe đẩy được ha. Cặp này rất là đáng lý sưu tầm của ngày hôm nay. Một cặp thần công đại pháo 51832. Tổng trọng lượng là 24 cân 8. Cặp này, cái này rất là xứng đáng mình về để nhà mình có lớn mình làm cái kệ để lên là thôi khỏi chơi nha. Là hết sảy luôn ha. Cái này, cặp này có giá giao luôn cả nhà mình là 10 triệu cho cặp thần công đại pháo 51832 của Pháp ha. Cặp này rơi vào mã số 1. Rồi tiếp theo, mã số 2 của ngày hôm nay. Mã số 2 của ngày hôm nay đó là một bộ trà đồng. Một bộ trà chất liệu bằng đồng để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà mình nha. Một bộ này nó sẽ bao gồm có là một cái khay nè. Một cái khay và 6 cái ly, rất là đẹp. Đây để em để thứ nhất là một cái ấm rất là độc lạ, cái ấm là hình quả bí nha. Chiều dài của cái ấm là cỡ khoảng là 15 và bề ngang là 10 cm, chất liệu bằng đồng. Ở trên đây là có hình ảnh quả bí nha. Đây. Và 6 cái ly, mỗi cái ly đều có chạm gồng hết. 6 cái ly là mỗi cái ly đều có gồng nổi xung quanh hết. Đường kính là cỡ khoảng là 3.3 và bề ngang là cỡ khoảng 3.5. Và đặc biệt cái khay nữa, có một cái khay thì đường kính là cỡ khoảng 20 và bề ngang là cỡ khoảng 25. Một bộ này có tổng trọng lượng là khoảng 1.6 kg. Bộ này có giá giao lưu cả nhà 1.900.000 cho một bộ khay trà đồng nha. Đây là mã số 2. Mã số 3 hôm nay là em có về được ông thần giữ tiền để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà mình ha. Tác phẩm này rất là đẹp. Đây là một ông thần giữ tiền nha. Ông này nếu mà nhà mình mà có thần tài đổ địa rồi thì ông này để phía sau lưng rất là hợp ha. Hoặc là nếu mình chưa có thì mình cũng có thể thỉnh riêng ông này về nha. Nếu mà ai mà làm mà tiền mà không thấy đâu, tiền làm xong mà tiền đi mất tiêu hết thì nên thỉnh ông này về ha, để mục đích của ông là giữ tiền lại cho gia đình mình nha. Đây là thứ nhất là ông đang ngồi nha, mặt cười rất là tươi, bên cạnh cầm hũ tiền, ngồi bên cái ghế là có hai con rồng hộ hai bên ha, rất là đẹp. Ở dưới đáy này cũng có chuyện luôn, ở mặt sau có một chữ nha. Tổng trọng lượng của ông thần giữ tiền này rơi vào khoảng là 1.5 kg. Ông này có giá giao lưu với cả nhà mình 1 triệu đồng nha, 1 triệu đồng cho ông thần giữ tiền ở mã số 3. Rồi mã số 4 đó là một tác phẩm rất là đẹp. Ngồi mát ăn bát vàng ha. Thường ngày xưa mình hay có câu là dành cho những người mà sung sướng ha, ngồi mát ăn bát vàng. Đây là cái bát vàng ha. Thứ nhất là cái bát này nó có một cái tên gọi khác, đó là cái bát như ý. Vì hai bên hai cái tay nó là hai cái gậy như ý đây.
ha, hình ảnh là hai cây gậy như ý. Bên đây là có chạm chữ rất là nhiều ha, dưới này là có chạm cá chép rất là đẹp, ở dưới đáy này cũng có mọc luôn ha, rất là đẹp. Chất liệu bằng đồng nha, đồng rất là vang. Đường kính là có khoảng là 18 và chiều sâu là có khoảng 9 cm. Cân nặng là có khoảng 1 kg. Cái này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1 triệu đồng ha. Cái này cả nhà mình nhìn ở phía ngoài giống như vàng 18 nha, rất là đẹp. Ngày xưa thì ngồi mát ăn bát vàng được, chứ còn bây giờ là phải có làm mới có ăn nha. Cái bát này thứ nhất là mình có hai công dụng, một á là mình có thể dùng để là gọi là bát tấm Phật ha. Hoặc là mình có thể là trưng bày nha, với mục đích là mang lại tài lộc mọi điều như ý về nhà mình ha. Rồi đây cái này có giá 1 triệu đồng nha, ở mã số 4. Mã số 5 là còn một bộ cờ chất liệu bằng đồng. Bộ này rất là nặng, bộ này tổng trọng lượng là 2,2 kg. Trong đây là có đầy đủ các quân cờ, em đã để trong cái bọc cho nó sạch sẽ ha. Mỗi bên đầy đủ các quân cờ nghe, chất liệu bằng đồng. Bây giờ em khui ra một con thử cho để đo cho cả nhà mình cùng xem ha. Rất là đẹp nha. Cái này về trưng bày sưu tầm hoặc là có những quán cà phê á, mình để cái này là bảo hành cả nhà mình xài trọn đời ha. Nhưng mà ai mà nóng tính mà xài những bàn cờ này thì cũng hơi nhẹ dịu tính chút nha, để dần dần cái chọi người ta cái là lỗ đầu à. Đường kính là có khoảng 3,2 và chiều sâu là có khoảng 0,5. Chất liệu bằng đồng, mỗi con cờ đều là được đồng nguyên khối, rất là đẹp. Về loại này thì bảo hành cả nhà mình xài trọn đời nha, rất là nặng tay nha. Cái này chọi lỗ đầu thiệt chứ không phải chơi nha. Bộ cờ này có giá giao lưu với cả nhà mình à. Hôm nay là sẽ có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,7 triệu cho bộ cờ này ha. Ở mã số 5, xin lỗi cả nhà mình ha. Rồi mã số 6 ngày hôm nay là vừa siêu tầm được thêm một cặp bàn ủi nha, full đồng. Năm 1908, bao gồm có hai cái là hai con, một con trống, con mái nha. Cái gì cũng phải có đôi có cặp nha. Thì cái này cũng là một trong những sản phẩm rất là đáng sưu tầm ngày hôm nay. Đó là một cặp bàn ủi full đồng. Tất cả cái này đều đặc biệt có nó là cả cái cán cũng bằng đồng luôn, con gà cũng bằng đồng. Cái này là em chỉ vệ sinh bên ngoài lại thôi nha, nhưng mà đặc biệt hai bên là có hai con rồng nổi rất là đẹp, biểu tượng của sự quyền lực và sức mạnh nha. Chiều cao của cái bàn ủi này rơi vào khoảng là 24 cm và chiều dài nó rơi vào khoảng là 20-26. Mỗi một cặp này là nó có tổng trọng lượng là cỡ khoảng là 15,8 kg. Em chỉ vệ sinh phía ngoài thôi, còn phía trong là chưa ha. Phía trong là chưa nha. Rồi đây, gọi phía trong cả nhà xem. Ở trong là còn giữ nguyên bản phía trong, thì còn nguyên cái dĩ luôn nha, chất liệu bằng đồng. Đặc biệt ở đây nó có chữ 1908 cả nhà nha. Đây, 1908, phân 1908 ha, pháp 1908. Ở đây nó cũng có 1908 luôn nha. Một cặp rất là đáng để sưu tầm. Cái này cầm lên ủi là mỗi tay nha cả nhà ha. Cái là gần 8 kg á. Chất liệu bằng đồng hết, full đồng hết. Rất là đẹp, cái này mình trưng bày sưu tầm thì thôi, khỏi chê nha. Để em quay cả nhà xem ha. Đây, một mặt là rồng nha, mặt bên đây cũng rồng luôn ha. Rồi bên đây cũng vậy luôn, mặt là rồng luôn nha, mặt bên đây cũng rồng luôn ha. Rồi bộ cặp này có giá giao lưu cả nhà 7,5 triệu cho cặp bằng ủi này ha. Đây là mã số 6. Rồi mã số 7 của ngày hôm nay, đó là một cặp chim nha, cặp chim quy ngương ha. Rất là đẹp, quy ngương trên một cái cành cây, rất là đáng lấy sưu tầm nha. Chiều cao tổng thể 20 cm, bề ngang là cỡ khoảng 16, chất liệu bằng đồng, rất là đẹp. Một trong những sản phẩm rất đáng sưu tầm hôm nay. Cặp này có tổng trọng lượng là rơi vào khoảng là 1,5 kg cho cặp chim này ha. Rất là đẹp nha, cặp chim quy ngương ha, ở dưới đáy có chuyện luôn. Cặp này có giá giao lưu với cả nhà mình là 950.000 nha, 950.000 cho cặp chim quy ngương ha, ở mặt số 7. Rồi mã số 8 đó là một tác phẩm rất là đáng sưu tầm của ngày hôm nay, đó là tác phẩm Tế Điên, một trong những ông rất là nổi tiếng của Trung Quốc ngày xưa ha. Ông Tế Điên nha, Tế Điên hòa thượng tay thì cầm cái bình hồ lô và cây quạt đây. Chiều cao là cỡ khoảng 22 cm, bề ngang là 8 cm.
ai mà có hay coi coi phim thì biết cái ông Tế Điên này ha. Ông này có một cái biệt tài rất là lớn nha. Ông này rất là ở dơ nha, ổng tha một cái cục hòm ai bệnh cỡ nào uống vô cũng hết nha. Cái này là em coi trong phim thấy tác phẩm Tế Điên chất liệu bằng đồng. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 950.000 cho tác phẩm Tế Điên này nha. Ông Nguyên ông Tế Điên ha. Tổng trọng lượng khoảng ký mốt. Rất là đáng để sưu tầm nha, mặt ổng rất là tươi đây. Ở đây có chuyện luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 9. Mã số 9 hôm nay là có một cái dĩa đựng trái cây. Hôm nay là em có rất là nhiều dĩa đựng trái cây để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà mình nha. Còn hôm nay là có bốn loại, nó từ nhỏ tới lớn. Đây là cái nhỏ nhất. Cái này có đường kính là 20 cm, chiều cao là cỡ khoảng 9 cm ha. Đây là một trong những sản phẩm rất là đáng để sưu tầm ngày hôm nay. Cái này có tổng trọng lượng là 1 kg. Rồi cái này có giá giao lưu với cả nhà mình là cái nhỏ nhất này ha. Cái nhỏ ở dưới đáy này nó có chữ luôn nha. Chất liệu bằng đồng đã được vệ sinh sáng bóng lại rất là đẹp. Thường á là người Việt mình là bàn thờ lúc nào cũng phải có một cái dĩa nha, để mình có thể trưng bày trái cây. Cái này cái dĩa nhỏ để dành cho những bàn thờ nhỏ như cả nhà nha. Em hôm nay em có 4 mẫu từ nhỏ tới lớn để mình có thể áp dụng cho những mình so sánh lại cái bàn thờ ở nhà mình á, nhỏ hay lớn mình sưu tầm nha. Cái này có giá giao lưu cả nhà mình là ở mã số 9 là 800.000. Rồi mã số 10. Mã số 10 là cái dĩa lớn hơn chút. Một cái dĩa ngũ quả lớn hơn chút, chất liệu bằng đồng sáng bóng rất là đẹp. Đường kính là cỡ khoảng là 23. Cái này là 20, cái này 23. Chiều cao là 10. Tổng trọng lượng cái này khoảng 1 kg 3. Cái này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 900.000. 900.000 nha, 900.000 cho mã số 10. 900.000 cho mã số 10 ha. Rồi tiếp theo. Mã số 11. 11 là cái dĩa to hơn. 11 là cái dĩa rất là to hơn nha. Đường kính là cỡ khoảng là 28, cũng tương đối là to. Chiều cao là 12. Tổng trọng lượng là cỡ khoảng là 1 kg 8. 1 kg 8 cho cái này nha cả nhà ha. Cái này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.300.000 nha. 1.300.000. Tổng trọng lượng là 1 kg 8 ha. Và cái cuối cùng, cái to nhất và đẹp nhất của ngày hôm nay, có giá giao lưu cả nhà 1.500.000 nha, cho một cái to khủng nha. Cái này là có đường kính là cỡ khoảng là 32, rất là to. Và nặng là 2 kg 2, chiều cao là cỡ khoảng 12 cm. Đặc biệt ở đây có chạm nè. Đó, đây là một trong những cái dĩa này không sưu tầm dĩa nào thì không sưu tầm cái dĩa này thì không biết sưu tầm dĩa nào nha. Thấy rất là to lớn này, được chạm lông phụng xung quầy, rất là đẹp, một trong những tác phẩm rất là đẹp của ngày hôm nay. Ở dưới đây có đế ha. Cái này mình có những bàn thờ lớn lớn, mình để cái này lên chưng mâm ngũ quả trên đây thì là hết sảy con 37 luôn nha. Không thể chê vào đâu được ha. Cái này rất là đáng sưu tầm. Nhìn ở ngoài thì nói chung về đường nét được chạm hoa văn, chạm rồng phụng rất là đẹp. Cái này có giá giao lưu cả nhà 1.500.000 nha, cho cái dĩa to nhất của ngày hôm nay ha. Đây là mã số 12. 13. 13 đó là một sản phẩm là long phụng song hỷ. Đây là một tác phẩm rất là đẹp về rồng phụng nha. Đây là hai con, một con rồng và một con phụng. Chính giữa có chữ song hỷ ha. Chiều cao là cỡ khoảng 27 và bề ngang là rơi vào khoảng 220. Tổng trọng lượng cỡ khoảng là 2 kg 2 cho tác phẩm là long phụng song hỷ. Tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà 1.600.000 nha, của ngày hôm nay ha. Long phụng song hỷ nha. Ở dưới đáy này cũng có chuyện luôn. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 hôm nay là còn được một cặp heo rất là dễ thương nha. Cặp heo này gồm có hai con đang đối mặt nhau nha. Cặp này có tổng trọng lượng khoảng 1.8 kg, chiều dài tổng thể là cỡ khoảng là 12 và chiều cao ha, chiều cao là cỡ khoảng 11. Chất liệu bằng đồng. Hai chú heo rất là dễ thương nha. Ở dưới đấy có chuyện luôn. Cặp heo này có giá giao lưu cả nhà 1.200.000 ha. Cho cặp heo ở mã số 14. 15. 15 là một tác phẩm rất là đẹp. 15 đó là cây tiền cốc nha. Chiều cao tổng thể là cỡ khoảng 13. Ủa không, xin lỗi cả nhà, 23. Bề ngang là 17, chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 3 kg 8. Đây là một tác phẩm rất là đẹp. Ở đây có hai con cóc thả tiền nhờ ha. Ở dưới đáy cũng có chuyện luôn. Cái này có giá giao lưu cả nhà 1.800.000 nha. Cho mã số 15. 16 hôm nay là cũng còn được một cặp chim nữa giới thiệu cả nhà ha. Chim nguyên ương nha. Cặp này thì nó hơi cái màu sắc hơi khác cặp kia một chút. Chiều cao 20 cm và bề ngang nó cỡ khoảng là 10 16. Tổng trọng lượng là rơi vào khoảng 1 kg 4.
thì cặp Quyên Ương này cũng có giá giao lưu với cả nhà mình là 950.000 ha, cho Quyên Ương nha. Ở dưới đáy có chuyện luôn ha. Rồi tiếp theo, đây là một tác phẩm rất đẹp ở mã số 17. Mã số 17 đó là một tác phẩm là cá chép vượt Vũ Môn Quá Gồng. Đây là một tác phẩm rất là hay. Hình ảnh cả nhà mình đang xem đó là nó nguyên một con cá chép ở nhà này ha. Nó vượt Vũ Môn, sau đó là quá thành phía trên là một con rồng, gọi là cá chép vượt Vũ Môn Quá Gồng. Ở đây là có chuyện luôn ha. Cái này có tổng trọng lượng là 600g. Chiều cao là 4cm. Bề ngang là 19, bề ngang là 9cm. Cá chép vượt Vũ Môn Quá Gồng này có giá giao lưu với cả nhà mình là 700.000 nha. Ở mã số 17. Mã số 18 của ngày hôm nay. Mã số 18 đó là một đồng tử cởi trâu. Đây là một hình ảnh rất quen thuộc đối với người dân Việt Nam mình ha. Với thường là Việt Nam mình thường hay gắn liền với hình ảnh con trâu nha. Con trâu khởi đầu cơ nghiệp ha. Chiều dài của con trâu này rơi vào khoảng 30cm. Và chiều cao nó rơi vào khoảng 26, chất liệu bằng đồng rất là đẹp. Cái này là một con trâu to, tổng trọng lượng nó 3,2 kg. Con trâu này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.700.000 nha, cho con trâu to này ha. Con trâu này rất là to nha. Rất là to. Đây. Rồi tiếp theo là một mã số 19. Mã số 19 hôm nay là các em còn được một ông lão tử cởi trâu nha. Đây là một những tác phẩm rất là hay. Nói về hình ảnh ông lão tử ha, ông cởi trên một con trâu. Mà tác phẩm này rất là nặng. Đây là một con trâu rất là to. Chiều dài là cỡ khoảng là 29. Chiều cao là cỡ khoảng là 20-26. Đây là hình ảnh mà ông lão tử ha, cởi trên một cái con trâu rất là to. Ở đây là có chuyện luôn. Tổng trọng lượng của tượng này rơi vào khoảng 5,6 kg. Rất là nặng, rất là to. Chất liệu bằng đồng nha cả nhà mình ha. Rồi lão tử cởi trâu này con sẽ có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,5 triệu. 2,5 triệu cho tác phẩm lão tử cởi trâu. Đây là mã số 19. Ở dưới đáy có chuyện luôn nha. Rồi 20 của ngày hôm nay. 20 của ngày hôm nay là còn được một ông địa tạng nha. Địa tạng. Một ngày địa tạng rất là đẹp. Địa tạng cầm một cây trượng ha. Để em gắn cái cây trượng của ổng lên. Rồi, một ông địa tạng nha, cầm một cây trượng rất là cao, tổng trọng lượng là 11,5 kg. Ông này rất là nặng nha cả nhà ha, rất là to, rất là nặng. Chất liệu bằng đồng của ngày địa tạng nha. Địa tạng này có giá giao lưu với cả nhà mình là 4 triệu cho ngày địa tạng này ha. Chiều cao của ông là cỡ khoảng là rơi vào khoảng là 30, đo lên tới trên luôn cỡ khoảng là 43. Tới cái mũ ở trên này của ổng luôn nha. Là khoảng 43cm. Rất là đẹp, chất liệu làm bằng đồng. Ông đang ngồi trên một cái đài sen rất là to. Tổng trọng lượng là 11,5 kg cho tượng địa tạng nha. Em gọi gần lại cho cả nhà xem mặt của ngài ha. Rất là đẹp nha, ngài địa tạng ha. Giao lưu với cả nhà mình là 4 triệu nha. Đây là mã số 20. Rồi 21 hôm nay là có giới thiệu và giao lưu cả nhà một tượng bổn sư. Bổn sư em hay gọi là bổn sư gom nha. Tại vì ngày bổn sư này đang ngồi trên cái ống gom rất là đẹp. Hay còn gọi là bổn sư gom ha. Tổng trọng lượng của bổn sư gom rơi vào khoảng là 4,4 kg. Chiều cao của bổn sư gom rơi khoảng 30cm. Và bề ngang là rơi vào khoảng là cỡ khoảng 27. Chất liệu bằng đồng. Tượng bổn sư gom rất là đẹp. Tượng này sẽ có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,2 triệu cho tượng bổn sư gom này nha. Một trong những tác phẩm rất là đẹp của ngày hôm nay. Để em gọi kỹ lại cho cả nhà xem tượng bổn sư Thích Ca ngồi trên ống gom nha. Chất liệu bằng đồng ha. 2,2 triệu cho tượng bổn sư gom này nha cả nhà mình ha. Xem video đừng quên cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh nha cả nhà mình ha. Để cái video của em nó được trơn tru hơn nha. Và được phát triển hơn ha. Cảm ơn cả nhà mình nhiều nha. Rồi tiếp theo là số 22. 22 hôm nay đó là một cặp tỳ hưu hai đầu. Một cặp tỳ hưu rất là đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nào cả nhà mình cùng xem nha. Đây thường tỳ hưu mình nhìn thấy có một đầu thôi, nhưng mà con tỳ hưu này nó có hai đầu á. Hai đầu tỳ hưu phong thủy, hai đầu.
rất là độc lạ. Đây là một con cặp tỳ hưu cũ hai đầu, chiều dài tổng thể là, ủa tổng trọng lượng của nó là cỡ khoảng 3,2 kg, chiều dài tổng thể là cỡ khoảng là 20-28, chiều cao là cỡ khoảng 20, chất liệu bằng đồng. Thì cặp tỳ hưu này có giá giao lưu cả nhà mình là 2 triệu cho mã số 22. Rồi mã số 23. Rồi 23 hôm nay là giới thiệu và giao lưu cả nhà một tác phẩm rất là đẹp nha của ngày hôm nay. Đó là Khổng Minh Gia Cát Lượng Hô Mưa Gọi Gió, với biệt tài Hô Mưa Gọi Gió ha. Người đang đứng trên một vách đá nè, rất là cao, chất liệu bằng đồng nha. Một tay thì tay trái thì cầm kiếm, tay phải thì cầm cây quạt. Tổng trọng lượng là cỡ khoảng là 8,5 kg, chiều cao tổng thể của ngày là rơi vào khoảng là 46, bề ngang là cỡ khoảng là, bề ngang em đo từ cây quạt qua là cỡ khoảng gần 39 nha cả nhà nha, từ cây quạt ống qua đây ha. Chất liệu bằng đồng, ông này có giá giao lưu cả nhà mình là 3.900.000 nha. Khổng Minh Gia Cát Lượng với biệt tài Hô Mưa Gọi Gió ha, rất là đẹp nha, nhìn khuôn mặt của ngài ha, rất là điềm thảm. Đây là mã số 23 nha. Rồi tiếp theo mã số 24. 24 của ngày hôm nay là có hai cái bức tranh. 24 là hai cái mâm nha nha. 24 hôm nay là em còn được hai cái mâm để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà mình ha. Hai cái mâm treo tường, thứ nhất là cái mâm thứ nhất. Ở mã số 24 đó là tích Bát Tiên nha. Đường kính là có khoảng 52 cm và cân nặng có khoảng 1,2 kg. Đó là hình ảnh tích Bát Tiên nha. Có giá giao lưu cả nhà 1 triệu đồng cho cái mâm đầu tiên mã số 24. Rồi. Cũng mã số 24 nữa là cũng có một bức tranh gọi là cái mâm nha. Cái mâm treo tường nhưng mà nó hình ảnh nó giống như một cái bức tranh tùng hạt nha. Tùng hạt rất là đẹp. Đôi hạt ha, dưới gốc cây tùng nha. Gọi là tùng hạt Trường Xuân ha. Rất là đẹp. Đây là cũng có giá giao lưu cả nhà 1 triệu đồng luôn nha. Đường kính 52 cm. Rồi, đặc biệt mã số 25. 25 của ngày hôm nay đó là mã số cuối cùng của ngày hôm nay. Đó là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình một bộ lư đào Nam Bộ nha. Một bộ lư đào ở miền Nam ha. Hay còn hay em thường hay có một cái tên gọi là lư đào Nam Bộ. Cái lư này rất là đẹp nha. Đã được vệ sinh sáng bóng lại rồi. Sau đây là em sẽ cân và đo chi tiết cái bộ lư này cho cả nhà cùng xem ha. Nếu có nhu cầu sưu tầm thì báo em nha. Rồi cái bộ lư này để em đo chiều cao trước. Rồi chiều cao rất là cao cả nhà nha. 70 cm ha. Chiều cao là 70 nha. Và cái chân đèn, chân đèn là cỡ khoảng là 51. Chân đèn là 51 cm nha cả nhà ha. Thứ nhất là về chiều cao là cái bộ đỉnh là cao 70 nha. Đây được xem là một trong bộ lư lớn ha. Rất là cao to, chiều cao bộ đỉnh là 70. Và chiều cao của chân đèn á là rơi vào khoảng là 51. Rồi sau đây mình đo cân nặng nha. Rồi cân nặng của bộ đỉnh á là rơi vào khoảng là 10 ký 8 nha cả nhà ha. 10 ký 8, gần 11 ký, chưa được 11 ký nha. Đặc biệt là ở trong là không có một miếng đất nào trống nha cả nhà ha. Nó được vệ sinh sáng bóng lại hết rồi nha. Coi như là 10 ký 8. Rồi sau đây là em bỏ chân đèn lên nha. Bỏ cặp chân đèn lên coi cái bộ này nó nặng cỡ bao nhiêu ha. Rồi cặp chân đèn là 8,5 kg. 8,5 kg như vậy là bộ này khoảng 19 cân nha cả nhà mình ha. Bộ này khoảng 19 cân thì bộ này có giá giao lưu với cả nhà mình là, chọn bộ lư đào Nam Bộ này sẽ có giá giao lưu với cả nhà mình là 9 triệu nha. 9 triệu cho bộ lư đào Nam Bộ này ha. Nặng cao rất là cao to nha. Cao 70 và cân nặng trọn bộ là 19 cân. Đây cũng là được xem là số cuối cùng của ngày hôm nay nha cả nhà mình ha. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ em trong thời gian qua nha. Xem được video thì nhớ giúp em
cho em xin một like, và nếu mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp em luôn ha. Cả nhà mình nếu mà có muốn mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên trên màn hình của em nha. Còn nếu mà ở gần Cần Thơ thì sẽ đến địa chỉ của em là đường số 4 ha, trung tâm thương mại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nha. Có bảng hiệu là Cần Thơ xưa ha, để xem trực tiếp các sản phẩm của em quay ngày hôm nay nha, và có thể lựa chọn những sản phẩm mà mình ưng ý nhất ha. Ở xa thì em có thể là ship hàng toàn quốc cho cả nhà mình nha. Rồi, cảm ơn cả nhà mình nhiều, hẹn gặp lại cả nhà mình vào clip chiều nay với những sản phẩm độc và lạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.